Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Weekend Playlist vào 21:30 tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Mình là Minh Nguyệt đến từ Book Academy. Trong số radio mùa hè và những chuyến đi lần này, chúng mình sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một bạn gửi tới Weekend Playlist nhé. Người ta nói tuổi trẻ là những chuyến đi. Tôi không biết có thực như vậy không. Trong những hạn hẹp của cuộc sống đời thường, tôi chẳng một lần rời xa thành phố nhỏ bé của mình. Tôi đi những đâu? Tới trường học, về nhà, đi dọc những con đường quen thuộc, xuôi những lối cũ, ngược những đường xưa. Tôi đi hàng ngày, nhưng chẳng vượt thoát nổi những con đường đã quen. Thậm chí, khi học cấp 3, tôi đỗ vào một trường chuyên của tỉnh và học nội trú ở đó. Những con đường tôi đi thưa dần, đôi khi còn chẳng vượt ra khỏi khuôn viên của ngôi trường. Tôi biết vì sao mình lại níu chân ở thành phố này lâu như vậy. Chẳng mong muốn xách ba lô lên và đi như bao người trẻ khác. Tôi biết đó là bởi cảm giác an toàn, đầy cám dỗ khi ở yên nơi có cha mẹ bảo bọc, có bạn bè. Song tôi biết đến một lúc nào đó tôi vẫn phải rời thành phố quá đỗi bình yên để đi. Và đó là khi tôi 18 tuổi. Tôi mang niềm hứng khởi ở ngôi trường tôi sẽ học, nơi sẽ gắn kết tôi với thành phố chật người. Tôi tới phòng đào tạo nộp hồ sơ. Tôi mong chờ một lời chào thân thiện, một lời hỏi thăm ân cần từ những người nơi đây. Trái với tưởng tượng, tôi nộp hồ sơ xong rất nhanh, trước cái vẻ lạnh lùng, thờ ơ, có phần bàng quan của những người có những viện thư hồ sơ. Niềm hứng khởi của tôi dần biến mất. Tôi hoài nghi, tôi thất vọng. Tôi không thất vọng vì thái độ làm việc không mấy tận tâm của nhân viên hành chính ngày ngày ngồi trong văn phòng máy lạnh, ngập ngụa trong mớ hồ sơ giấy tờ. Tôi thất vọng vì mình đã mong chờ ảo tưởng quá nhiều vào chuyến đi đầu tiên của tôi. 18 của tôi, tuổi trẻ. Hóa ra, không phải chuyến đi nào cũng thú vị, tràn ngập niềm vui như những gì tôi đọc trong sách du ký. Không phải trải nghiệm nào cũng dễ dàng, hấp dẫn. Cuộc sống bất ngờ và khó đoán vô cùng. Đêm đó, trở về nhà, tôi nhớ lại câu nói tuổi trẻ là những chuyến đi. Phải, tuổi trẻ cần đi, nhưng khi đi chỉ để thất vọng. Vì thất vọng là đặc quyền của tuổi trẻ. Nhờ Book Academy phát hộ mình bài hát Đi để trở về của Subin Hoàng Sơn nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe ca khúc Đi để trở về của Subin Hoàng Sơn mà bạn đó đã yêu cầu nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu có bất cứ tâm sự hay câu chuyện muốn chia sẻ thì đừng quên gửi về chúng mình theo đường link bên dưới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào 21:30 tối chủ nhật tuần sau. Bye bye. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, suối ta vượt núi dốc, dù tranh vây có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mãi cả ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đừng chặng đi dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Rất xa nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, dưới ta vượt núi dốc, dù trên vai có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó. Chào người bạn ơi, từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từng trên mái nhà, từng chặng
rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Từng chặng dài mà ta qua đâu giờ một mình lại thấy nhớ.